Hello các bác, em lại tiếp tục chuyển giống dổi lép cao sản Đắk Lắk cho các bác đây. Đây, bác ở Quảng Ninh chuẩn bị nhận cây nhá. Này, cây đẹp không? Buổi tối thì các bác nhìn cái màu của nó không được đẹp lắm thì đây, đây là dổi nếp lá nhỏ, dổi cao sản Đắk Lắk đây. Có rất nhiều bác vừa rồi điện cho em hỏi là sao mua dổi mà ở ngoài Hòa Bình ấy mà trồng chẳng thấy nó đậu trái gì cả, ra hoa rất là sai. Thì trao đổi các bác là nếu mà bác nào trồng dổi mà mua các tỉnh phía Bắc ấy, thì các bác xem những cái video trên kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em ấy, em đã từng phải đi chặt những cái cây dổi mà 8 năm. Đấy, 8 năm rồi trồng mà nó còn ra hoa trắng cả cây nhưng nó không đậu các bác. Đấy, thì đấy là cái giống dổi mà phải rất nhiều năm sau nó mới cho trái, chứ nó không giống như kiểu cái dổi nếp cao sản này này. Đây là giống dổi nếp cao sản, dổi cao sản Đắk Lắk này. Giống này thì trao đổi các bác là thông thường thì cỡ khoảng 17 đến 18 tháng là bắt đầu nó sẽ cho bói. Nhưng mà thường này em cứ nói trao đổi các bác là em nói là cứ 2 năm bắt đầu nó sẽ cho bói các bác. Nên khi các bác trồng cái giống dổi này thì cũng cứ xác định luôn là 2 năm thì bắt đầu nó cho bói. Tuy nhiên thì có những cây thì khoảng 14-15 tháng này nó đã ra bông, ra trái rồi. Đấy. Chứ không phải là cây nào cũng 2 năm. Nhưng cơ bản là phải 2 năm bắt đầu nó mới cho trái. Thì dổi nếp các bác nhìn cái lá này. Đây. Đấy. Lá của nó rất là bóng và nó nhỏ các bác nhé. Đấy. Bóng và nó nhỏ đây này. Đây này rõ nhất này. Đấy. Này. Đấy. Lá này là lá non này. Các bác thấy nó bóng không? Đấy. Nó rất là bóng và nó nhỏ và nó cong lên như chiếc thuyền ấy. Đấy. Thì đây các bác nhìn thấy nhớ ra cây hai này, cây nào thế này, đấy, lá rất là nhỏ, đấy, nhỏ mà cong lên thì đấy mới là dổi lép. Chứ còn dổi mà cứ như lá cứ như bàn tay ấy là không phải dổi lép đâu, đấy là dổi lá to, đấy, hay gọi là dổi tẻ. Đấy. Thì chúng ta khi mua dổi thì chúng ta nghiên cứu kỹ. Em cũng đã từng cung cấp về về nàng ve ở Hòa Bình, đấy, tại vì ngay nguồn gốc của cái cây dổi thôi, nhưng mà rất nhiều bác ở ngoài Hòa Bình thôi cũng trồng dổi mà cảm thấy là 6-7 năm nó cũng không có trái. Đấy. Thì thông thường các bác mua giống thì thường người ta sẽ nói bác là nếu trồng dổi cứ khoảng 3-4 năm đúng không? Nhưng mà rồi đến khi 3-4 năm các bác điện thì người ta lại nói là chắc do khí hậu thổ nhưỡng thì chắc phải 5-7 năm nó mới cho trái. Rồi 5-7 năm khi các bác điện cho người ta lại bảo là chắc là phải chục năm. Đấy. Thì chúng ta không kiên nhẫn được nhiều như thế đâu. Đấy, trong em thì rất nhiều bác ngày xưa đã về các tỉnh phía Bắc mua giống vào này trồng và đến 7-8 năm về sau phải chặt đi. Đấy. Nếu mà để trồng để lấy gỗ thì thà chúng ta trồng luôn rồi thực sinh, việc gì phải trồng rồi ghép đúng không? Đấy. Nên là chúng ta trồng rồi ghép này chủ yếu là chúng ta hướng đến là chúng ta lấy hạt. Đấy. Sau này thì về lâu về dài chúng ta có thể khai thác gỗ được. Đấy. Tuy nhiên thì nếu mà để xác định để trồng để mà lấy gỗ thì các bác nên trồng rồi thực sinh, trồng cái cây dổi ương hạt đấy. Còn nếu mà xác định để mà lấy hạt để kinh doanh, lại để bán, tại vì hạt dổi rất là giá trị các bác nhé. Qua đây thì em cung cấp cái giống dổi nếp lá nhỏ này này, và bác nào cần hạt thì em cũng bán cho luôn. Đấy, bác nào cần hạt thì em cũng sẽ bán cho các bác để các bác dùng. Đấy. Chỉ còn bảo là bán cây thì có hạt không, nói các bác là có hạt các bác nhé. Bác nào cần thì báo em. Đấy, cần hạt dổi về ăn thì báo em. Đấy. Thì số điện thoại là 0989 037 167. Đấy. Em cung cấp cả giống cả hạt. Đấy. Bác nào cần hạt thì cứ báo. Hạt dổi nếp thì nó rất là thơm các bác. Thông thường ấy là người ta ươm cây là người ta không có chọn cái hạt dổi nếp vì là hạt nó nét. Đấy. Thì ươm cây này giống như cây thực sinh này này, cây thực sinh mà bọn em ghép lên cái chồi của cái dổi nếp này này là cái dổi lá to Hòa Bình. Đấy. Hay gọi là dổi tẻ đấy, là sẽ làm cái hạt để ươm cái cây. Đấy, tại vì cái hạt nó rất là to, nhân nó to nên cây nó mọc rất là khỏe. Còn đa phần cái hạt dổi lép này là ít khi mà ươm làm cái cây ghép. Đấy. Nên là chúng ta lưu ý, đấy, khi trồng dổi mà xác định để lấy hạt, để kinh doanh hạt á, đấy, thì chúng ta phải trồng dổi nếp lá nhỏ hay gọi là dổi cao sản Đắk Lắk này. Thì nó mới hiệu quả. Đấy, em trao đổi rõ như thế để các bác nắm được. Còn đây các bác này. Đấy, chuyển đi cho các bác phải đóng từng cái thùng rất là to thế này, 95.000 một cái thùng như thế này, đóng được từ 25 đến 30 cây. Đấy. Tại vì không tiện xe các bác, không tiện xe rất là xa, mà không tiện xe nên buộc đồng phải đóng này. Chứ còn bác nào ở gần mà tiện xe
Thì tiện chuyến xe thì em sẽ gửi xe thì nó sẽ nhanh hơn, và thực tế là nhiều cây nó sẽ to cao hơn. Đấy. Tại vì có những cây bây giờ nó cao cả mét rồi. Đấy, 80-90 phân mét rồi. Đấy, còn khi mà chuyển như thế này thì em chỉ lựa được những cây cao khoảng 70-80 phân thôi. Đấy. Tầm này này trồng là quá đẹp rồi các bác nhỉ. À, đúng không? Chỉ tối thì các bác nhìn cái màu nó vậy, chứ nếu mà bên ban ngày nó xanh lắm. Hai cây này em phơi nắng rồi các bác nhé. Về trồng thoải mái, không cần phải lăn tăn một điều gì luôn. Đấy. Về trồng thoải mái luôn. Đấy, ra cây 2 rồi đây này. Các bác đây, ra cây 2 rồi. Đó. Đẹp không? Quá tuyệt vời. Này. Số lượng thùng này em phải tốm này em phải đóng hết đây. Thì chi là phải đóng 8 thùng các bạn. 8 thùng như thế này nhé. Đấy, phải đóng 8 thùng này để chuyển ra ngoài Quảng Ninh này. Đấy. Rồi một số anh em thì... đặt hàng của em rồi thì cô sẽ tính toán cái thời điểm để lấy nhé. Tại vì Tuyên Quang, rồi Lai Châu, Điện Biên, đấy, rồi Hà Giang, rồi Thái Nguyên. Thái Nguyên thì các bác gần hơn đúng không? Thái Nguyên thì có khả năng em sẽ chuyển xe được. Còn một số nơi thì có những bác nói là tôi mua ít có chồng có bán không? Thì trao đổi các bác là ít em cũng gửi. Tại vì không phải ai cũng có nhiều đất để mà trồng nhiều đúng không? Có những bác thì trồng vài cây để lấy bóng mát, hai nữa là lấy quả để gia đình sử dụng. Thì em cũng chưa cũng gửi nhá, giống như cả một số bác ở ngoài thành phố ở Hà Nội á. Đấy. Rồi thành phố Bắc Giang á thì trồng để lấy bóng mát thì chỉ có nhu cầu trồng 4-5 cây thôi. Đấy. Thì em vẫn gửi nhá, vẫn gửi cho các bác mặc dù nó khá là phiền phức. Tại vì nó cao to này rồi gửi một cái thùng nó phải mở khá là to đúng không? Đấy, như thế thì cước nó sẽ cao. Nhưng mà thôi, cái nhu cầu của các bác thì nó có ít. Đấy, người thì lấy 4-5 cây, có người lấy 10 cây, người lấy 20 cây, 30-40 cây. Đấy, thì các bác cứ gọi cho em, số điện thoại là 0959-017-167. Đấy, nhu cầu của các bác đến đâu thì em sẽ gửi đến đó. Đấy, các bác lấy nhiều cũng được, lấy ít cũng được, không sao cả. Quan trọng là mình nhu cầu của mình và diện tích đất của mình thôi. Còn cây dổi này thì trao đổi các bác là mình không phải phun thuốc, không phải bón phân, và sau khi trồng vào được vài tháng thì chúng ta cũng không cần tưới. Tại vì nó rất là khỏe, gốc của nó là cái cây dổi rừng mà, dổi đã to á. Đấy. Nó rất là khỏe nên chúng ta không cần phải tưới. Ví dụ nếu mà chúng ta bón được phân chuồng, đấy, hoặc là khi mà nó sai trái quá, chúng ta bón thêm cái phân NPK hoặc là một ít gì đó cái phân hữu cơ vi sinh để hỗ trợ cho nó thì càng tốt. Còn nếu không, chúng ta không bón thì đương nhiên là sau khi nó đeo trái nhiều đúng không, thì cành nó sẽ khô và nó rụng vợi đi. Đấy, cây nó sẽ thưa cành. Còn nếu mà chúng ta chăm sóc được, đấy, bón phần hỗ trợ nó, tại vì nó rất sai các bạn. Đấy, các bác nhìn hình ảnh nhá, hình ảnh trên video nó sai kinh khủng, sai trụi lá nữa mà. Và đặc tính của cây dổi này là khi sau khi nó ra trái, chúng ta thu hoạch xong thì nó sẽ đâm chồi nảy nọc, và nó dẫn đâm chồi đến đâu thì nó ra bông đấy. Đấy, nhìn là rất là sai. À, rất là sai, chứ không phải là nhiều bác bảo cái cây dổi có phải nó ra quả trong thân không, thì trao đổi các bác không phải nhé, không phải, cây dổi không ra quả trong thân, mà cây dổi ra quả ngoài đầu cành. Đấy, khi mà cái chồi nó đâm nó chồi nó ra đến đâu thì nó sẽ ra bông đến đấy và nó sẽ đậu trái. Đấy, đặc tính của dổi nếp thì đậu rất sai, một cái bông của nó ra đấy là nó sẽ đậu từ khoảng 4-6 quả. 7-8 quả cũng có, nhưng cơ bản từ 4-6. Đấy. Một quả của nó thì lại cơ bản thì nó lại làm được tầm khoảng từ 4-8 hạt. Đấy, các bác nhá, 4-8 hạt. Nên là nó rất là nhìn nó rất là sai. Đấy, theo chùm ấy. Hái rất là thích. Đấy. Thì bác nào có quỹ đất mà nhàn rỗi hoặc là cần cái cây xanh để chúng ta hoặc là cây chắn gió. Đấy. Hoặc là trồng ở một cái diện tích đất để chúng ta phát triển kinh tế thì chúng ta nghiên cứu cái cây dổi hạt đấy nhá. À, dổi nếp đá nhỏ này đấy, để lấy hạt. Đấy. Còn nếu các bác nào mà ví dụ chỉ vào là xác định để trồng lấy gỗ thôi, không cần phải lấy hạt, thì em khuyên thật các bác lên trồng dổi thực sinh, dổi ươm cây, ươm từ hạt ra. Chứ nếu các bác không cần để thu hoạch hạt ấy, thì các bác không nên trồng dổi ghép, các bác nên trồng dổi thực sinh đấy, để sau này lấy gỗ. Còn lấy vừa lấy hạt và vừa lấy gỗ thì các bác lên trồng dổi ghép này. Đấy, dổi ghép. Tại vì em so sánh rồi em thấy được là cái tốc độ lớn của cây dổi ghép này
so với cái cây dồi trồng hạt ấy, thì nó cũng tương đương như nhau. Đấy, nó cũng lớn tương đương. Trong khi cây dồi hạt này lại thu hoạch được 2 mùa một năm. Đấy, 2 mùa một năm. Thì em thấy như thế thì cũng tuyệt vời rồi đúng không? Đấy, một năm thì một cây dồi hạt này này, à cây dồi ghép này này. Một năm thì nếu vào năm thứ tư, năm thứ năm nó sẽ cho từ 7 đến 10 ký hạt. Một cây. Đấy. Thì có thể vùng này vùng kia, có thể mùa này mùa kia, nhưng mà cơ bản một năm thì sẽ cho từ 7 đến 10 ký hạt một cây nếu mà cây dồi năm thứ tư, năm thứ năm. Đấy. Thì có rẻ chăng nữa thì chúng ta cũng kiếm được vài triệu đúng không? Nên là các bác nên nghiên cứu để trồng cái cây dồi, vừa phủ xanh đất trống đồi núi trọc, vừa lấy hạt để kinh doanh, đấy làm gia vị, đấy làm thuốc, đấy, làm tinh dầu, rồi vừa càng để lâu năm thì chúng ta lại càng khai thác được cái gỗ của nó. Tại vì nói vậy chứ sau này đóng đồ, đóng bàn ghế, đóng trần, rồi đóng những cái chi tiết nhỏ đúng không, thì chúng ta gỗ dồi là tuyệt vời rồi. Đấy, gỗ dồi tính vào hàng gỗ chứ không phải hàng củi. Các bác trồng những cái cây mà thậm chí cả 2-30 năm người ta vẫn bán củi, nhưng mà riêng gỗ dồi, cây dồi mà từ năm thứ 7, năm thứ 10 trở ra là tính vào là khai thác để làm lấy gỗ rồi, lấy gỗ để đóng đồ rồi các bác nhé. Đấy. Nên là trồng cây gì mà để càng lâu càng có giá thì trao đổi các bác chỉ có mỗi cây dồi thôi. Đấy. Chỉ mỗi cây dồi thôi. Sau khi các bác trồng nó phát triển đến 6 đến 7 mét thì các bác để thuận tiện cho việc hái trái thì các bác lên cắt ngang ngọn của nó đi. Đấy. Để chiều cao khoảng 6 đến 7 mét thôi. Sau này chúng ta đứng cái thang tầm khoảng 4 mét rưỡi 5 mét để chúng ta hái toàn bộ cây rồi. Đấy. Thì cái đấy là chúng ta nghiên cứu, có bác để 90 mét nhưng mà em khuyên các bác lên để 6 đến 7 mét thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ hái được toàn bộ cây. Còn lại thì nếu chúng ta xác định để cao đó, thì năng suất hơn, nhưng mà sau này thu hái nó sẽ khó hơn. Đấy, nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Cây dồi này là cây chắn gió rất tuyệt vời các bác nhé. Nó sẽ không bị gãy đổ do bão. Đấy, nó, gió, bão là nó không bị ảnh hưởng. Đặc biệt những cây dồi này nó nằm ở khu vực nào càng gió thì nó càng nhiều trái các bác nhé. Đấy, nó đặc tính vô cùng tuyệt vời như thế. Nên đa phần nhiều bác sẽ trồng để chắn gió cho vườn trái cây khác. Đấy, hoặc là trồng sen vào để chắn gió. Đấy. Còn lá dồi này thì nó rất là cay đúng không? Thơm và cay, nên nó xua đuổi côn trùng rất tốt. Các bác trồng xen vào những cái vườn cây ăn trái rất tuyệt vời các bạn, nó xua đuổi côn trùng. Đấy, hoặc trồng vào những khu vực mà bên dưới mình nuôi gà, ở trên mình hoặc là bờ ao các thứ đấy. Đấy, thì để đỡ phải phun thuốc đúng không? Tại vì nó không có con gì tấn công cả, mình không phải phun thuốc. Thì chúng ta nên lựa chọn cây dồi là hợp lý. Đấy. Rồi, thế các bác nhá, bác là cần giống dồi lép đá nhỏ hoặc là hạt dồi thì alo cho em số điện thoại 0959 07 167. Rồi, bây giờ em tiếp tục em đóng hàng đây. Chỉ còn nhiều thùng lắm. Đây các bác này. À, một hệ thống này mà đóng thì chắc phải mất vài tiếng. Đây các bác nhé. Đấy, từng bọc từng cây một các bạn. Bọc từng bịch một để tránh vấn đề nó vỡ bầu. Chuyển đến nơi cho đảm bảo an toàn. Các bác thấy đẳng cấp không? Đấy, bọc từng bầu này. Các bạn thấy không? Cẩn thận cỡ này cơ mà. Đó. Đấy, các bác thấy không? Bọc kỹ từng bầu một. Đấy. Rồi, chào các bác nhé. Rồi, quá đẹp, em phơi nắng hết rồi, cái này việc trồng thôi, không cần phải sợ ánh nắng mặt trời. Rồi, chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.